Rồi Minh Chiến Âm Thanh Bãi, mình định xin chào tất cả anh em đang truy cập vào kênh của em. Đó là kênh Âm Thanh Bãi Tiếng Chọn Bình Định. Thì video này em sẽ khui thùng và cho anh em xem con 7070 mà em có về được cách đây 2-3 ngày gì đó. Thì em thông báo hàng về thì bác đã chốt ngay và chuyển tiền cho em. Em cũng chưa khui luôn nha. Nhưng mà những con này là khi hàng những em đã mua về, em đã về tới nhà em là hàng đã được kiểm tra và test kỹ lưỡng rồi. Thì sẽ được vận chuyển về tới nhà và thông báo cho anh em thôi. Rồi anh em thích sản phẩm nào cứ liên hệ cho em. Tất cả là hoạt động ok hết rồi, các bác cứ yên tâm. Thì bác chuyển tiền rất là nhanh nên bác là người sở hữu đầu tiên. Và giờ em sẽ khui thùng và cho anh em được chiêm ngưỡng. Rồi, và mọi chi tiết mua hàng thì anh em cứ liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Nếu anh em liên hệ số 114, anh em thấy máy bạn bấm bằng là lúc đó em đang quay video đấy. Thì anh em thông cảm liên hệ vào số 77 giúp em. Rồi, ok. Và anh em đừng quên đăng ký kênh, anh em ấn vào nút đăng ký là rất là tiện lợi cho anh em. Khi những sản phẩm mà em về là có những sản phẩm bác đang cần thì bác sẽ liên hệ cho em. Em sẽ chốt hàng và gửi hàng cho các bác tận nơi, tận nhà. Ở đâu em cũng ship nha, nước ngoài em cũng ship được mà. Nước ngoài bữa em ship một cái ly 5 triệu mấy bạc tiền ship anh em, qua Mỹ đó. Rồi thì giờ sau đây là em sẽ khui ra. Em chưa khui mà, hôm nay về em chưa khui luôn á. Rồi giờ khui cho anh em xem nha. Đây anh em, đây là shop nha. À, shop của nó đó. Và đây là máy. Em sẽ quay cái máy trước cho anh em xem nha. Đấy. Cái đây là những sản phẩm dành cho em sưu tầm. Thì em vẫn có một con đẹp y như vậy luôn nhưng mà không có thùng shop, là con đó có công suất là 400W đó. Thì anh em sở hữu thì nhanh tay nha. Con nó cũng đẹp y dài luôn, không một tì vết. Nhưng sản phẩm bên em làm hai receiver này là đẹp cực keng hết nha. Con kia thì giá chắc 19 triệu. Tại vì nó về phát sinh rất là nhiều, nhưng mà rất là đẹp nha. Em sẽ có video một que riêng cho anh em. Thì anh em nào cũng có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Em sẽ báo giá cho anh em. Thì giá em cũng báo này luôn rồi đó. Giá em luôn luôn là bao ship cho anh em. Rồi giờ em sẽ mở ruột cho anh em nha. Rồi. Ồ mà em mới phát hiện ra con này là cái thùng này nó trùng series với cái máy này luôn nha anh em. Đây là cái thùng của nó luôn á. Thùng của nó luôn chứ không phải hàng bỏ qua nha. Con này hàng ship bay về. Nên là thùng này chính xác. Tại bên đó người ta dùng á anh em. Người ta cắt thùng á. Giờ còn thùng mình mua được là người ta bỏ vào thùng luôn. Chứ còn mấy cái hàng mà kia thì hàng công, có khi là hàng công có người nó bỏ qua bỏ lại. Nó lựa con âm ly đẹp á. Bỏ vào cái thùng. Thì con này là người ta đang dùng bên Mỹ nha anh em. Đấy. Rồi em sẽ tháo cho anh em xem. Ui dạ, bụi đó nè. Nè, cái này thì em bán cho ở ngoài Hà Nội á. Thì rồi đây ra anh em nó vệ sinh cũng không vệ sinh gì. Cái đây là bụi đó, người ta dùng rất không có bụi, bên sườn không có bụi nè. Cái này bụi nó bám ở đâu thôi, trên cái đâu rồi. Để em lấy cái cọ làm cho một đường là nó sẽ mới. Đây. Mình chỉ cần cái cọ quét đây là bụi chứ không phải là bụi bám. Quét qua quét lại thế này là nó bay đi. Tưng rồi đấy. Anh em thấy không? Rồi, thì nó sẽ đang rất mới rồi đấy. Em này thì chạy 4 nguồn điện nha anh em. Máy trùng series với thùng. Anh em thấy không? Đây là những sản phẩm hàng bể về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và sẽ có giá rất tốt. Rồi em chỉ que vậy thôi chứ không có nói nhiều, không nói rầm rộ chi. Vì thứ cái dòng này thì em đã bán rất là nhiều rồi, thì anh em chỉ cần xem hàng, xem giá được ok cứ alo cho em. Em ship hàng tận nơi thôi, hàng thì em bao đẹp hết cho anh em. Còn hàng mà im mà khui ra anh em không ok á, em sẽ hoàn lại tiền cho anh em. Đó là anh em không có sợ gì hết trơn á. Anh em nào mà chuyển tiền trước là anh em rất là thông minh. Tại vì mình sẽ được trước tiên là mình ứng tiền trước là anh em được mua sản phẩm đó. Tuy không xem được hình sản phẩm vì lý do tại sao không, em không có thể có thời gian chụp hình được. Tại vì mỗi hàng về rất là nhiều, em chỉ trước khi đi em sẽ quay, em sẽ chụp hình sẵn, là em sẽ đăng Zalo và sẵn là cho các bác ở miền Tổ quốc và người mua được xem luôn. Nếu người mua xem không thấy sản phẩm này không ưng ý, alo là em, anh không lấy sản phẩm đó thì em sẽ trả lại tiền, hoặc là bác yêu cầu giữ tiền cũng được. Khi có sản phẩm nào bác alo lại và bác lấy đấy. Nhưng mà hàng em có sao em báo vậy. Khi em nói đẹp là khi mà em khoe và em chụp hình đẹp thì bác chủ ok là em gửi luôn.
đấy, như con gửi 6.000 đấy, bắt chú chuyển tiền cái rạch. Nào tối hôm tối đây, tối đây là em chụp hình cho bác, là bác rất là ưng bụng luôn, và bác bảo là ông hãy ký cho bác vì ông ly rất là đẹp. Rồi nói chung là thế, thì sản phẩm em nói đéo hàng mà giờ em mới gỡ nên hôm qua em đóng đấy, thùng loa rồi đầy đủ này này, đóng hôm nay rất là nhiều hàng đi nha anh em. Em cũng tranh thủ trong ngày này mà giao hết cho các bác luôn để các bác khỏi chờ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp, và anh em đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên đây luôn cập nhật hàng ngày.